đọc cái khoản mà đề bài nó yêu cầu vào đâu, vào xuống đâu, đúng không? Ví dụ như hôm nọ nhé, hôm nọ là có một cái con là tìm bò để cho một cái hàm bậc mấy nhỉ? Bậc 3 đột biến trên cái vùng từ 2 đến rất vô cùng, đúng không? Thế thì em thấy rằng là trong cái người ta yêu cầu ấy thì nó xuất hiện cái con dương vô cùng, có đúng không? Cái dương vô cùng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây, đúng không? Dương vô cùng nó nằm ở đây nhé. Như vậy chúng ta không thể nào đặt số 2 vào đây được, bởi vì nếu ta đặt số 2 vào đây thì ngay lập tức nó sẽ có một cái vùng vùng này, ví dụ là vùng dương này, xong đến âm, xong lại dương âm, đúng không? Nó sẽ có cả âm cả dương, như vậy là không đạt. Nếu đặt số 2 vào vùng giữa cũng không đạt, đúng không? Đặt số 2 vào vùng giữa thì nó sẽ có thêm âm xong dương cũng sẽ không đạt. Như vậy bắt buộc số 2 phải đặt vào khoảng cuối, đúng chưa? Đó thì lúc đấy thì cái vùng từ 2 đến dương vô cùng nó nằm trọn vẹn trong cái vùng từ x 2 đến dương vô cùng, tức là nó đồng nhất dấu, đúng chưa? Đấy nha. Đấy thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta thiết kế, đúng không? Cái này là phải tự thiết kế thôi, đúng không? Rồi thế thì lúc này nhá, giả dụ như cái bài toán ngày hôm nọ là gì, chúng ta đã tìm được cái số 2 đặt vào cái khoảng cuối, đúng không? Số 2 thì trong cái lý thuyết anh ghi cho mọi người nó là con gì, con gì, còn nhớ không? Treo t, đúng không? Chuẩn chưa? Đó thì lúc này chúng ta sẽ có đây là khoảng số 1, đúng không? Trong lý thuyết đây là khoảng 1, đây là khoảng mấy, khoảng 2 và đây là khoảng 3, đúng không? Nào, ví dụ t mà chạy ở trên khoảng 3 thì mình cần điều kiện như thế nào? Ví dụ khoảng số 3 ở đây chỉ là một trường hợp thôi. Được nhá. Nào, khoảng 3 mà tương đương với điều gì đã nào? Khoảng 3 mà tương đương là x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn bằng bao? Nhỏ bằng t, đúng chưa? Còn thế thì lý thuyết hôm nọ là gì? Chính xác. Lý thuyết hôm nọ là t mà thuộc vào vùng ngoài, đúng không? T mà thuộc vào vùng có hai cái vùng này là hai vùng ngoài ấy, thì a nhân ft sẽ dương, đúng không? Rồi như vậy mình có ngay a nhân ft sẽ dương. Gì nữa? x1 cộng x2 trên 2 là cái gì, có biết không? x1 cộng x2 trên 2 nó là trung bình cộng, nó nằm ở đây, đúng không? Thế thì trung bình cộng có nhỏ hơn t không? Đó, đúng không? Như vậy mình sẽ có ngay là x1 cộng x2 tất cả trên 2 sẽ phải nhỏ hơn t, đúng chưa? Ok không? Đấy, cái này là hôm trước là mình suy luận, đúng không? Rồi, cái điều kiện này quan trọng, bởi vì nếu chỉ có mỗi điều kiện bên trên thì lúc đấy con t có thể đúng, con t có thể vẫn rơi vào khoảng 1, đúng không? Nên bắt buộc phải có thêm điều kiện trung bình cộng để ép cho nó rơi vào khoảng cuối, đúng không? Rồi, bây giờ nhá, các em muốn sử dụng định lý so sánh kiểu gì? A nhân ft không, cái bên trên là có số bằng, bởi vì là t được quyền trùng với nghiệm số 2 thì lúc đấy là f2 bằng 0, f cả x2 bằng 0 thì ngay lập tức là có số bằng, còn cái này nó cũng có, bởi vì là trung bình cộng thì nó sẽ nằm hẳn nó nằm hẳn bên đây, đúng không? T cùng nắm nó vào đây thôi, như vậy là nó sẽ không thể nào mà nó với tới được con này, đúng không? Bây giờ mình sẽ nói thêm một tí nữa nhé, mình sẽ phát triển cái này hơn, làm nó tốc độ nó cao hơn bằng cách là như này. Ví dụ các em cần chúng ta xuất phát từ con này nhé, đây từ đây ra đây là một hướng, đúng không? Thế bây giờ từ con này, đúng không? Từ con này mình sẽ có một cái hướng mới nha, mình có một cái hướng mới để mình phát triển cái này, thì cái này nó là cái định lý so sánh nghiệm thôi, bọn em có thể xem video của bọn năm ngoái nhé. Thì cái so sánh nghiệm này nó sẽ như thế này, các em nhìn này, x1 thì làm sao so với t? X1 là nhỏ hơn hẳn t. Tại vì sao? Tại vì x1 nhỏ hơn hẳn x2, đúng không? Đấy, mà x2 thì nó bằng t, đúng không? Như vậy là x1 là phải nhỏ hơn hẳn t nhé. Đấy, sẽ biết cái này là tương đương này, tương đương là x1 nhỏ hơn t, kịp không? Kịp không? Thế còn x2 thì làm sao? Bằng t, đúng chưa? Cái này đúng không? Rồi, bây giờ chuyển về cái con t này sang này. Đó, sau đó là chúng ta chuẩn bị dùng vi nhé, tương đương cái gì nào? X1 trừ t so với số 0 thì làm sao? Nhỏ hơn 0, chính xác. Còn x2 trừ t nhỏ hơn hoặc bằng 0, có đúng không? Nào em nhìn này, lượng này âm không? Lượng này có âm không? Thứ nhất với không thì làm sao? Thành dương, rồi đấy, như vậy tương đương x1 trừ t nhân với x2 trừ t nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng 0, được chưa? Ok không? Mà cái khối lượng này rất là hay, vì sao? Vì nó có tính chất đối xứng, không phải trừ theo t mà nó có tính chất đối xứng, được chưa? Nhân tung nó ra được cái gì để ý nhỉ? Nhân tung ra là x1 x2 tiếp tục trừ t ra ngoài, đúng không? Trong hoặc là còn x1 cộng x2 hai con này thêm với nhau là cộng t bình chưa? Lớn hơn hoặc bằng không, thấy chưa?
Bây giờ đến đây nó ra cái gì nhỉ? VF. Từ đây nó ra gì nhá? X1 và X2 bản chất vẫn phụ thuộc vào T. Được chưa? Thì sau khi dùng VF xong thì cái khối lượng này là hoàn toàn chứa T thôi. Thôi chưa? À, thế nhá. Đó. Có ghi không? Đấy. Cái định lý này anh em tìm trên mạng không có đâu vì anh chế ra mà. Tất nhiên. Ừ, vậy. Tìm trên mạng không có đâu. Trên mạng thì cái lý thuyết chính thống từ trước đến giờ mà chúng ta học ấy là sử dụng cái này. Cái này là định lý là học của tam thức bậc 2 thì cái chương trình thời bọn anh thì học. Đấy, nhưng mà thời bọn em thì không học nữa. Đấy, thời bọn em là cái này nó trong cái quyển sách lớp 10 nó giảm tải rồi. Ok không? Nó giảm tải rồi, em không được học nữa đâu. Thôi bây giờ bắt đầu vào làm tí nhỉ. Triển khai tí nhé thôi, nên học cái dễ dễ trước kia đã. Ờ, học cái dễ dễ trước, học cái khó quá ý. Cái xuân kiểu nó không ạ. Bọn em sắp được, em sắp được đi được rồi. Thả đi, chắc là vẫn chẳng được. Thôi cái này nó không quay thôi. Hôm nay em thấy bọn 12 đang đi, nó đang đi đều, đi chùa nó xin. Năm nay anh dự đoán nó vào đất nước rồi. Anh em cứ tin tôi. Anh đi vào không ai không thôi. Tìm đi khoan. Thôi được rồi. Nào hôm nay bây giờ mình luyện tập to nhá. Thì mình tập này. Hay là mình học bài mới nhỉ? Thế anh vừa học bài mới là học bài mới đâu? Tại vì hôm nay đủ người là mình học bài mới. Hay là người học mình cho dễ nhỉ? Thì không ăn. Có ăn mà. Ờ, đấy có cái nào có thì anh thấy mấy con giò này mang đây. Ui, sửa chân này kìm đi. Kìm cho đỡ chán. Không, em chưa nói là mang đâu. Chứ kệ này. Tìm quả đột biến nhé.
tìm khoảng đột biến này của hàm số như sau: y bằng này hai lần sin x, được chưa? Hai lần sin x cộng với lại cos 2 x, được chưa? Cộng cos 2 x rồi xét trên cái vùng, xét trên cái vùng ở từ 0 đến pi, từ 0 đến pi ở đột biến là biến đúng không? Đột biến là biến đi rồi đấy. Thôi bây giờ anh cứ một cái trước lấy cái tính ra vào trong cốt tám đây cho mọi người cái thôi một tí nào phù lại đâu cho mọi người hai cộng cốt của cô nào. Anh đi sang Khánh Hòa, anh đi cổng rồi, anh đang thích cả lều, cả trại, cả bán ra lấy rồi. Ngày mai anh đợi bọn nó thích xong tác là anh ra anh chung tiền. Anh ra anh để chung tiền đó, cái bọn này là nó bịp lắm. Bấm cái con này nào trong cốt tám. Vào trong cốt tám, bấm cái con này vô. Cốt tám là cốt của bạn, chỉ là nhập ở đấy, hay xin hết. Nào, hai xin đấy. Rồi, cộng với cô thế. Mình rồi chú đã làm được, bấm bấm trong cái con này chưa? Vào trong bốt áo này, nhập hàng vào này. Mày tính đâu không cái thằng này? Em không có cái này. Đấy à, thôi, đừng có tới nó xong rồi được. Em nói mà. Đấy, bấm đi. Bấm cho nó quen. Nào, từ từ không, kiểm tra xem là cái máy của mình nó đang đơn vị radian chưa. Rồi. Nào, phía bên trên cái máy nó phải có radian. Có radian chưa? Rồi. Đây, nhìn này, nếu mà ở trên góc này là có chữ D là độ nhá. Được chưa? Được chưa? Độ thì phải đưa cái radian này, bấm này, xin vô. Chọn mục đơn vị góc, được chưa? Đơn vị góc, chọn sang mục radian. Được chưa? Đấy, nó hiện chữ R vào đây. Lượng giác của cái radian bảo cái máy này bấm hơn thì có cái máy kia chứ không phải cái máy này tính hơn hiện tại được chưa? Nhập xong hàng được chưa? Bằng nha, bắt đầu là câu kết thúc là pi, bước nhảy là pi chia 36, nhớ chưa? Nhớ cái bước này nha, pi trên 36 được chưa? Đứa nào học anh lâu rồi thì biết là tại sao để phải lấy là pi trên 36 đúng không? Em học lâu không biết. Em học lâu không biết được nhiều người học đấy. Các biết tại sao không? Chính xác, pi trên 36 chính là mẫu của cái bao nhiêu rồi chúng ta bắt được. Tại vì cái mẫu là nó cắt lớn và nó cắt kém, chúng ta bắt được ước của pi trên 2, trên 3, trên 6 chẳng là tất cả những cái con đấy, đúng chưa? Không, rồi mà cũng biết tại sao ấy, để sắp xếp lại đúng không? Nhiều hơn đây. Rồi, xong chưa? Nào biết đây nhá, đây bắt đầu này. Bắt đầu bắt đấy con đúng không? Kết thúc là gì? Pi. Đấy, còn bước nhảy là pi trên 36 một ngày đỗ đúng không? Được chưa? Bây giờ nhìn sang cột bên tay phải để chúng ta xem là nó ăn hay nó giảm như thế nào. Nào nhìn sang cột bên tay phải từ con đầu tiên nhá đến con thứ mấy thì nó vẫn tăng. Đến con thứ bảy nó vẫn tăng đúng không? Nào, từ con số 1 đến con số 7 thì nó cũng ăn, nhìn thế này. Thôi nhìn nhá. Con đầu tiên là con gì có biết không? Nhìn ở cột bên tay trái ấy, thì con đầu tiên chính là con 0. Được chưa? Được chưa? Ok, nào đến con thứ mấy thì là nó dừng lại. Con thứ 7 là nó không tăng được nữa, đến 1,5 nó hết cỡ phải không? Thế thì con thứ 7 nha, nhìn vào đây. Con thứ 7 ấy thì chúng ta phải lấy cái số thứ tự trừ đi 1, vì sao? Vì trong máy tính ấy, nó đếm từ 1 chứ không phải là đếm từ 0. Được chưa? Như vậy chúng ta lấy này 7 trừ đi 1 đúng không? Nhân với cái bước này cho anh này được không? Nhân với cái bước nhá. Nhân với lại pi trên 36 tăng pi trên 6. Đấy, thì cái vùng này là vùng gì? Vùng tăng. Không phải vùng dương mà là vùng tăng. Ở đây người ta chỉ quan tâm đối với định biến thôi, là người ta chỉ quan tâm là tăng hay giảm thôi. Được chưa? Đây là vùng tăng, tức là vùng gì? Vùng đồng biến. Được chưa? Vùng này nó là bao nhiêu? Không, 7 trừ 1 là mấy? 6 đây. 6 phần 36 là pi trên mấy? Pi trên 6. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục nào. Sau đó nó làm sao nào? Sau con 1,5 thì nó làm sao? Nó giảm chưa? Từ 1,5 nó giảm về 1,4 thế không?
học thì nó giảm về mấy? Giảm về 6, đúng rồi. Rồi, vậy thì nhá, nào, vùng tiếp theo này. Nào, con này được tìm được cái mút của nó là mấy rồi? Thì bây giờ đây là pi trên 6, cho đến con tiếp theo là tăng về mấy? 10 mấy? 19. Thì phải biết đây là 19 trừ 1 trên 26 nhân pi. Đấy. Được chưa? Được chưa? Rồi, thì cái vùng này là vùng bị biến này, nó sẽ đúng không? Con thứ 19 là nó không còn số lượng nữa. Đấy, đúng không? Xong rồi, thì lại con này rút gọn đi là bao nhiêu? Pi trên 6. Pi trên 6 đến bao nhiêu? Pi trên 2. Được chưa? Là vùng nghịch. Ok không? Đó, mình dùng ngay tới cái lợi. Tiếp tục con tiếp nối vào đây này, tiếp nối là mấy? Pi trên 2. Thì con bao nhiêu? Tám. A mốt trừ một. Rồi, thế thì con này là con 31 đúng không? A mốt trừ một trên 36 thì pi. Được chưa? Thì con này giúp gọi pi là pi trên 6. Đến 5 pi trên 6 đi. Xong chưa? Còn lại là vùng cuối cùng đấy thì chắc chắn luôn là cái vùng gì nào? Vùng 5 pi trên 6. 5 pi trên 6 đến pi. Thì pi là vùng gì? Vùng bị biến. Và check xem cái vùng cuối có thể làm không? Đó. Chưa? Ok không? Đấy chưa? Cái này lớp mấy anh chạy được? Lớp 10, lớp 14 anh chạy bấm đúng không? Chạy bấm là bấm ra toàn bộ nghiệm luôn. Được không? Đấy, ghép toàn bộ nghiệm ở trên một quang luôn. Đúng không? Ngày xưa lúc mà đi thi lượng giá kìa. Bấm cái sách. Đấy. Còn tại sao lại phải lấy cái bút ở ghi trên quang sau? Đúng không? Đấy. Nó sẽ lại ngồi đẹp ra rồi. Dạ. Dạ. Lấy cái con người con buồn mà cái này là thấp mong rồi được chưa? Thế tóm lại là gì? Tóm lại là bây giờ nếu mà viết lại con này vào bảng biến thiên đó thì làm thế này cho nó thì nó sẽ hiểu nhá. Đây biến thiên đấy, x này đây là y thôi nha, bỏ cái con y phải đi được chưa? Bỏ con y phải đi, con đấy không cần thiết đúng không? Làm bằng hai thì cần quái thì phải y phải đúng chưa? Bắt đầu là đấy không vì bước nào đây rồi pi trên 6 nha, cái mốt tiếp theo này pi trên 6, pi trên 2 tiếp tục đến pi trên mấy? Pi trên 2 5 pi trên 6 5 pi trên 6 chắc nhỉ? 5 pi trên 6 pi và cuối cùng là pi. Được chưa? Đây là anh hướng dẫn chỗ này nên nó mất thời gian không? Mất thời gian thôi chứ còn thực tế là nha một cái người mà thành thạo khi mà làm cái con này thời gian chỉ là 3 đến 5 giây rồi là xong cái đồ này đấy, chứ không phải là ngồi mình biết này đâu, vì phải nhẩm xem là nó là cái nút nào được không, đấy, phải nhẩm luôn. Đấy. Còn là ví dụ khi mà ta thấy rằng là cái số kép là pi trên 36 nó áp ở trên cái quãng đường không biến pi nó quá nhiều giá trị đúng không? Giảm xuống đúng không? Pi trên 12 chẳng hạn. Ok thôi, nào không có bằng mấy, hãy nhớ nó không bằng cầu nào. Không có bằng 1 đúng không? Rồi, thế đây có phải là 1.5 không? Có. Đúng chưa? Lại số 1 nào? Lại số 1 và lên 1.5. Xong lại lên 1.5. Xong lại số 1 này. Hạng xin hả? Sao? Đúng. Đúng chưa? Có đúng chưa? Máy tính nó trả ra như thế không? Đấy. Đấy là làm bằng Casio hoàn toàn nha anh em. Rồi. Thế là bây giờ là làm tay đúng không? Giải tay thì ngồi đạo hàng thôi đúng không? Giải tay thì ngồi đạo hàng ra, giải đạo hàng bằng câu. Đúng chưa? Sau khi có đạo hàng bằng câu người ta bằng biến thiên đúng không? Nó tăng duy nguyên lên bảng làm đi em cái đen mang đi trong bàn cửa đấy có cái gì đâu mà nhìn đây trên bảng ngồi đây 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 tìm khoảng đường biên định biên của cái hàm này đấy tính đạo hàng ra giải đạo hàng bằng câu anh tìm được anh tìm được anh tìm được xóa lên đấy xóa hết xóa hết cái lo ngạc đề nha, lo học đề. Bây giờ thi trả liên các ngoài cái gì đâu. Trả liên được một lần. Đi mặt cửa này, thấy nhanh đấy. Đứng ít cả đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
x không là u cos u cả a này u phẩy với cos u cos u cả a được u phẩy thêm u phẩy anh gì cos u cả a được u phẩy thêm sin u trừ trừ sin u trừ sin u trừ sin u có đúng không như thế không ừ từ tiếng là cháu là được dùng máy tính nhá à? Anh chỉ thấy chúng này kiểu không được các thầy cô cho dùng máy tính nữa kiểu đó là một cái thiệt thòi quá lớn bây giờ Casio bấm nó đã được bằng đời Casio trong khi dạy học thì bấm đứa nào học lâu rồi bấm chắc vậy luôn cái này là như bà Thu Hiếu nó thi thử vào đề bảy giấy hai đề sở thấy định có lời mắt ra bấm thế này hay là hàng là trừ vâng, thì chắc chắn chỉ là chỉ hỏi em khẳng định là qua trừ à, con cốt thấy cơ ừ, thì nó bằng trừ bằng 2x cộng 2x bằng 2 ừ, cốt thì thấy con cốt thì phải là gì bấm máy bỏ ID đúng không? Con này, phía trên 6 này
pi trên 2 này, căn pi trên 6 này, pi này, đúng chưa? Thôi thì mấy cái con này thì chắc là nó không hết đúng không? Mấy cái này không hết thôi. Đó, còn là thực chất thì cái con này là con này cũng không cần tính cũng được nhé. Cho anh xin lại nhé. Không cần tính nhé, nó không ảnh hưởng. Không, không ảnh hưởng, hai con này không ảnh hưởng đâu. Cộng tính thì tính, chẳng tính thì làm sao cả. Cho tôi cái này đi, 1 này, 1,5 này, như vậy dấu gì? Cộng thì nó mới, đi lên được, đúng không? Lên được đấy. 1 này, 1,5 này, đây là trừ rồi. Cộng này, 1 đúng không? Đấy, mình làm bài kiểm tra mình phải đưa tí, tối nhất của nó là đi lên, tự nhiên đúng cộng vào đây. Chứ 1 nó sẽ dấu đảo nào nữa thì phải đến bao giờ, đúng không? Mình đưa được mà, được chưa? Cái chỗ này có thể bấm không không? Có bấm không không? Em bấm thử xem phải bấm không không? Nếu mà nó không bằng không thì nên cho một vài chỉ đỡ tính nhá. Không cần tính. Không cần tính cũng như hai điên cũng không cần tính, người ta chỉ tính ra bên trong. Đấy. Được chưa? Ok chưa? Bằng 2, bằng 2 nhá. Không có bằng 2. Thằng này thì đừng kệ nó, đúng không? Thế nhá, từ Hải nhá, năm nay thì mời các bạn đi uống nước đi nhá. Được chưa? Hải đấy rồi. Hải đấy nháy cái gì hải? Được chưa anh em? Đâu anh em có thắc mắc cái gì không? Chờ mẹ đi. Thắc mắc con người. Tốt rồi, nào. Hồi nãy giao cho đến câu. Nào, câu số 9 đúng không? Nào, câu số 9 thì cái chỗ Xuân, cái chỗ Ý giải hết chưa? Em cứ nói chuyện đúng không? Chưa giải đúng không? Cái gì? Em đã ký ra anh nói chuyện với ý tưởng của anh. Anh thì chắc là anh nếu mà đủ đủ anh sẽ chia lớp. Tại vì các bạn là cho ví dụ cho cái Xuân nó học lấy cái này thì nó nhìn đầy lắm. Đấy, học cái này quần một bố. Kiểu nó tiền tính bất anh chỉ dạy nó bấm máy là chính thôi. Máy để kiểu như là nó lên trên lớp để nó vẫn có thể quanh được một số câu trách nhiệm thôi được rồi. Nó cứ gọi mình chết thôi. Thì bây giờ nó có kết quả lớp thì mình chấp nhận chứ. Mình học mình phải đánh đổi thôi, đúng không? Đúng không? Em ngồi em cày hết thì có mất chết. Thứ hai là cái mục đích em cuối cùng là vẫn là người dùng gì. Nhưng mà nó không học được toán đâu. Thì nó thì học được văn sử của địa công dân, đúng không? Thì đấy, thì bây giờ thi được cái môn đấy thì đa số loại thi đấy chỉ có ăn một thi toàn lý hóa nhiều. Bây giờ toàn lý hóa nó máy trà nó hóa này nó cần có sự thay đổi. Chuyển trường, chuyển trường, chuyển trường. Cô chỉ nhá. Cô chỉ nhá. Bây giờ này khi mà làm thì anh sẽ cố gắng để chỉ cho là xem là tại sao lại làm như thế nhá. Được chưa? Cô chỉ nhá. Khi mà cái gì đây? Tính bình đó. Tính bình đó. Nhưng mà chúng ít sử dụng mà được chưa? Con này đồng biến nhá, đúng không? Đồng biến trên 1,2. Nào, ok. Quan sát này. Thấy cái con này mờ nó khung bậc mấy nào? Mờ nó khung bậc nhất, đúng không? Thế đồng bậc chưa? Nếu đồng bậc rồi thì dùng cô lập tham số, đúng không? Lý thuyết kỹ chưa? Nếu mà mờ đồng bậc nhé, tức là mờ chỉ phun bậc 1 đúng không, hoặc là phun bậc 2 thì nó sẽ cô lập tham số nhé mọi người. Được xong, nào con y này mình cái ý đây. Nhân tung ra đã đi, đưa về bậc 3 đi, lên lên. Nhân ra. Úi xưa, cái này con 1,5. Chờ để chỉ 3. Bình thường. Bậc mấy bình chờ. Đấy, đây có phải là bậc 3 không? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, cho nên là y phải trả lời. Trừ 3 trừ bình phương. Cộng 12 có đấy. Hết rồi. Hết rồi, trừ mờ đảo hàng thì bằng 0. Thế chứ là đó là số mờ đảo hàng bằng 0. Nào bây giờ đồng biến cái gì? Đồng biến cái con này phải làm sao nào? Phải làm sao? Lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng rồi. Nhưng mà với mô hình của hóa đơn thôi. Buồn thế chứ lại với ít của hóa đơn từ 1 đến 2 thôi. Nha, với mô hình của hóa đơn này thôi. Được chưa? Nào bây giờ này, để cô lập từng tham số thì mình làm gì? Hả? Trời ơi, cô học lý thuyết của con ta mới làm được.
con nào chứa m thì để ở bên trái, còn không chứa m thì để bên phải. Đây, 2ME lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 3 nhân 2 đúng không? Nào, tự tử chia tử là phải chia cho con thấy. Có đúng không? Đúng chưa? Phải lấy ông này chia cho ông thấy thì lấy m mới lòi ra được mình đúng không? Nhưng mà trước khi chia thì phải xem cho được chuyện này. Đúng không? Ta lần lượt đi sau. Do x thuộc vào cái vùng từ 1 đến 2. Có đúng không? Đúng chưa? Nên 2 lần x có dương không? Có đúng không? Nào x mà chạy trên vùng dương thì 2x cũng sẽ dương. Đúng không? Vậy 2x mà dương ấy thì khi chia xuống tất cả không có đổi chiều không? Không, rồi như vậy tương đương m sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất đúng chưa? Của con gì đây? Ban nãy bình phương thay trên cho thay x, nhưng mà chúng ta chỉ xếp trên cái vùng từ 1 đến 2 thôi. Nào, chỗ Xuân nha, để mình tính ra và mô tả cho anh nào, mô tả nhập cho anh cái hàm này vào, nhập cho anh cái hàm fx này đúng không? Nhập cho anh vào nào, 3x bình phương chia cho 2x được chưa? Đấy, bắt đầu nhìn vào đây này, bắt đầu là 1 được chưa? Kết thúc là 2 nha, bắt đầu là 1, kết thúc là 2, bước nhảy đều trên bằng 0.1, bước nhảy bằng 0.1, tìm cho anh con lớn nhá, nhanh lên bằng lớn hoặc mấy? 3 nào, bước bước kia xuống 3 bắt đầu là 1, kết thúc là bằng 2, đúng rồi, bước nhảy là 0.1 rồi, bằng đi, nhìn là 1 lên đây phải nha. Từ từ cái hàng này có thể là không sẽ nhầm, sau này tăng đi đúng cái con trời này. Chúng ta nói ra là đây nhá, bắt đầu là gì này? Thì bắt đầu là 1.5 không? Hàng này nó là trăm, hàng 500 chưa? Được chưa? Có thấy cái hàng này không? Vì đây là những con này sẽ nhìn chung đúng không? Thì thân chưa? Đấy, muốn thấy hàng dưới đây 3 được chưa? Tăng bằng 8 tấn cỡ, được chưa? Có hiểu không? Được chưa? Ok chưa? Sao? Đấy, đáp số rồi, cái này tương đương là nó thuộc vào cái vùng từ 3 đến gì? Dương vô cùng, đúng chưa? 3 đến dương vô cùng, trong đó 3 là vòng vuông, dương vô cùng là vòng tròn, nhé. Hiểu chưa? Đấy. Dừng lại cả. Học này học ít thôi, học mấy chữ này xong đi về. Còn là chuẩn bị mai đi thi. Đấy. Em đi thi ạ? Ừ, anh cũng là không, anh mai không đi thi, anh phải mang mấy cái đồ đấy. Anh phải mời từ Hải. Anh mời Tường Hải, mời Dí, mời Xuân, mời nhà mình mang nước đến ngồi chuyện gần cổng trường. Đợi mấy con rời đi ra hỏi đề mắc cái gì. Ta hỏi bên sở cái gì, ta hỏi ra hỏi thế này rồi đi tiếp xúc, bọn nó không tiếp xúc cho ta hỏi rồi. Rồi, chúng ta không phải con.
thế thì chúng ta lấy từ con nào? Con ba. Từ con ba đến con 21, từ số 3 đến 2021 thì cách làm như sau. 2021 chúng ta 3 chia cộng 4 luôn. Tại vì sau đem được số viên nó là 4. Tức là mấy đây? Bằng 2019. Ừ, đấy, kết quả là 2019. Có cái con 2019 không? Ừ, thì quay nó vào. Mình rửa cái từ cái gì đến đây, đến lúc 12 cái máy luôn em. Một cái thông tin em sẽ hướng dẫn. Giải delta thì được một cú lập ngọn để sao? Hiểu khi bây giờ anh viết ra thì chẳng có tin để anh viết ra cái gì nữa cơ. Xong chưa? Xong rồi đi. Đây là em ngon, tức rồi đây. Này bọn kia thì rồi. Cái lớp đấy anh ngon một số con người, ví dụ như là Chị ai? Chắc là những gì là gì là My. À, dân chẳng đi á, dân chẳng đi thì chị không lo, chị đấy thì chị đấy chắc chắn không được đâu. Chị đấy thì cái cầu rất nhiều cái cầu anh phải lo. Chị đấy bây giờ cũng tương đối rồi, cũng không lo. Khả năng anh nghĩ rằng là có chị Trà này, chị Trà anh Đường. Chị Trà, chưa có Trà. Ờ, đúng đúng đúng, chính xác, xong rồi biết, gì cũng biết. Không, chị đấy mà hả có mai chứ, mà là làm thế là tôi biết chị đấy. Ờ, rồi anh Đường này, anh Đường này rồi sẽ là tại vì cái hôm vừa rồi kiểm tra thì kiểu với hai con người đấy điểm khá là đen, cho nên anh cũng hơi nói tiếng Anh tơ vẫn không thể điền được, không thể điền được. Được á, Đường thì theo anh đoán ấy, theo anh đoán là đi thi kết quả chỉ về cứ thử xem ra có hai công nhân nhưng mà anh đoán thì được sẽ được khoảng độ 5.6 anh đoán thế. Năm điểm sáu anh đoán thế, tại vì thực tế nó không thể nào mà hơn được đâu, vì thứ nhất là nó thời gian đi học quá là buồn, thứ hai là cái đấy cứ làm sao để cứ ngoan ngoan nó nhiệt nhiệt kiểu gì nhỉ? Mấy kiểu chơi với ai đâu, chơi với ai chỉ có điện thoại. Đúng không ạ? Mình đứng nhìn được không? Thằng này chứa M này, thằng này có chứa M không?
ừ hai thằng chứ mở để nguyên bên tay tay trái nào, để bên tay trái hai là tương đương bao nhiêu nào, 2mx này sao nữa nào, ừ cộng 2m lớn hơn bằng bằng thì bao rồi bên bên qua còn lại bằng hết nó sang bên kia ra ừ trừ hết mình luôn tiếp đi cộng hai x chính xác chuyển về phương số à cộng ba nhá rồi vẫn thấy mấy điều kiện thì không với một x thuộc một cái hộp từ một bình dương vô cùng phải không tương đương nào bây giờ làm thế nào cái gì đâu cái cô thuốc và điều kiện là ít thuộc một cô vô cùng mà làm như thế làm nào để các cô bù lại con giải cái gì mà giải đã cô lập xong đâu đặt gì làm nhân tử chung đặt mờ làm nhân tử chung đúng không đấy đặt mờ ra ngoài trong học bằng cái gì nhỉ mấy đứa hai cộng hai ừ đúng rồi hai cộng hai đúng chưa lớn hơn hoặc bằng trừ x bình cộng 2x cộng 3 đúng không cộng với điều kiện kia nào lúc này tư tưởng là gì hả chia xuống đúng rồi tư tưởng là chia xuống nhưng mà trước khi chia thì phải làm sao phải làm vuông phải làm động một tí như là gì này x này là x gì x này là x lớn hơn một từ hoặc x dương cũng được đúng không x này là x dương thế thì hai nhân x rồi cộng thêm hai là có dương không dương là ngang ra đúng không hiểu không nhỉ đấy khối lượng này là khối lượng dương nhé thì khi mà lấy con này chia cho con x đi thì vẫn là cũng sẽ không được chiều hiểu chưa đấy cứ vậy tương đương luôn đây tương đương nhá m đang ở bên gì đây bên lớn hơn nhá m đang ở bên lớn hơn đây này đúng không vậy là m lớn bằng giá trị nhất của trừ x bình này cộng 2x này cộng 3 này kem 3 nhân chia cho 2x cộng 2 đấy nhưng mà chúng ta chỉ xét trên cái vùng từ thì thôi một đến ừ đấy một đến dương vô cùng rồi bây giờ anh bảo này biết không chưa và mẫu 8 đúng không và mẫu 8 nhập cái hàm của đoạn này vào đấy nhập vào có nhận ra không đang bị đi một mười hai giờ 49 còn 11 phút nữa là vào lớp anh bảo nó đang ở đâu thì nó bảo là đang đi phục về cày đi cuộc sống nó nói chân thế đấy nào bây giờ nhé nhập cái hàm này vào được chưa từ bây giờ này bắt đầu là một kết thúc bằng 10 thôi nhá bắt đầu là một kết thúc bằng 10 bước nhảy để cho anh là 0.5 rồi đấy bây giờ nhìn được cuối bên phải tìm cho anh cái số lượng đấy vẫn thương mắc cái gì này phim gì phim từ hải đây
chuyển về ở vùng miền Ý luôn đi. Ôi vậy cũng được ạ. Buộc là nào nào bây giờ các cậu nhìn lên trên bảng đến câu số 10 nào, các cậu có thắc mắc gì không? Ừ, không có thắc mắc gì thì ừ rồi, không có thắc mắc thì đây là câu 11 đi. Ừ, câu 11 này nhịp bắt đầu hơi nè, từ đây này như sao? Mờ bậc mấy? Mờ vừa bậc 2 vừa bậc 1 đúng không? Thì làm sao? Ờ, chính xác dùng như thế nào? Đấy, người nghèo quá gieo danh rồi. Chẳng cần không có tiền mua gieo thôi. Con này không? Có sao lớp mình nhiều người đi cái dép giống cái xuồng nhỉ? Hôm nọ anh cũng mua cái dép giống cái xuồng kiểu về. Thế mà kêu tiền sao? Cô kêu tiền sao? Đừng nghe mà cần từ Hải hoặc là Sơn. Không, nhưng mà đấy, thế xong là anh đi được lúc nào hơn thế là anh mua một con chó con về đây là cuối cùng còn đặt ngang luôn chó con ai chó con yêu rồi mày tí tí này như con cái nào vậy chắc của nhà gì cho Thank you.
Lâm Y. Đây anh đang cố gắng bấm đấy. Đại chúng này là hai cái này quá bố lên ba lên bố lên. Thôi đấy. Bình thường mình tính là bên mình chỉ muốn
không? Đây là tên ta đúng không? Bây giờ mình chỉ biết tên ta phải thôi. Đây phải biết chữ A C đúng không? Ừ, đấy thì bây giờ nhá. Đầu tiên là mình chia A đi, đúng không? Đầu tiên mình chia A thì con đầu con cuối bất hệ số, đúng không? Có ngó này thì xong thì các con đầu con cuối bất hệ số, con giữa là số 6, còn cấp 3 thì bé 2, đúng không? Như vậy thì cái khối lượng B phẩy nó chỉ có một nửa B thôi, đúng không? Thì nó lại tiếp tục mất số 2 nữa. Như vậy mình tính con giữa thì trừ đi con đầu thì con cuối, đúng không? Trong đó con đầu thì bằng 1 với hệ số 1, con cuối là bình có cuối vô tất cả biệt, đúng không? Như vậy là cũng sẽ ra nó sẽ ngắn hơn đấy. Tính thử cái đó, tính thử cái xem cái phần nghiệm của nó giống nghiệm con đến đâu như ngay mà. Đây là tính thử đi nha. Thank you.
tương đương nhá, là cái này là m nhỏ hơn 2/3 đúng không? Và m hạng ba nó bằng 2/3 phần mạng, đúng chưa? Nó bằng 2/3 phần mạng. Anh em mình đọc nhanh. Trước khi bọn trẻ con bắt đầu A, B, B. Được sao? Tại sao nó bằng 2/3? Vào mốt A. Không, mình nhận chơi hơn 3. Vào mốt A thì mình tính bấm cục này. Đúng rồi. Vào mốt A. Có biết mốt A là cái gì không? Chờ nó không? Ký ức đấy là mình bằng mốt A này, chữ A này, bộ bỏ thì mình đúng không? Nó hỏi bất cứ chỉ vật mới thì em chọn cho 1/3 của chúng ta. Rồi, ok. Chọn cho anh cái dòng. Chọn cho anh cái dòng là cái dòng nhỏ hơn hoặc bằng không? Của anh bằng không? Rồi, nhập cho anh cái cổ lợi này nào? Đấy, nhập cái này nào? Hoặc nhập cái kia nào? Đứa nào thích thì nhập cái nào thì nhập? Ừ, nào. Trời ơi, có thể nhìn vào đây, nhìn đây. Tôi chỉ cho ở đây. Nhập vào cái 216 nhé, được chưa? 416 nhé, 648 nhé, 264 nhé, được chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng 2/3 chưa? Thông chưa? Thông nhé, tôi thông chưa? Đang không? Từ đấy, hiểu vấn đề rồi thì thông chưa? Ok chưa có rồi? Rồi, dấu cộng thứ hai nhé, nếu cái gì không? Nếu delta lớn hơn không, nếu delta lớn không, rồi thì phương trình y phải bằng không. Có biến hiệu nào? Có hai niệm phân biệt, có y không đâu? Đúng không? Delta lớn hơn không thì phương trình bằng hai phải có hai niệm phân biệt. Vẽ một cái trục số này cho nó lịch sử này, trục số của biến x, được chưa? Con này là con gì nào? X một, con này là con x hai. Được không đã nào? Cứ nhìn về con đúng không đã? Từ đây được không hỏi cậu anh? Được không? Nào, anh em nhìn cho tôi. Hệ số này âm hình dương. Hệ số này dương dù khi bằng trong trái ngoài cùng, được chưa? Trong thì âm, ngoài thì dương. Được chưa? Kìm không ạ? Từ đây có kìm không? Từ rồi nào, đoạn bạn lấy ghi đi xong rồi chúng ta sẽ trình bày tiếp. Đến đây này. Đến đây thì tư duy, đúng không? Xem đây là nào các em nhìn này, đề yêu cầu gì đây? Đề yêu cầu đột biến, đúng không? Mà để cho cái thằng này nó đột biến ấy, thì y phải làm sao? Lớn hơn hoặc là bằng không, nghĩa là nó mang dưới gì? Ừ, mang dưới dương em nhé, nó mang dưới dương, em hiểu chưa? Đó, tức là cái con y phải mang dưới dương thì nó mới đột biến được, đúng không? Bây giờ này, chúng ta chỉ có một cái nút, cần phải xét là nút 1 thôi, bởi vì các bạn con dương vô cùng nằm ở đâu? Nằm ở cuối cùng luôn. Ờ, con dương vô cùng thì ông cô là cái pha cuối cùng này, kết hợp nhau. Đúng không? Dương vô cùng rất lớn nên đang ở cuối cùng rồi. Bây giờ em phải thiết kế này. Thiết kế cái con số đơn này gặp vào đâu? Gặp vào đây. Vào đây hay là vào đây? Đó. Để cho đặt hàng vào luôn chưa? Gặp vào đâu? Nếu mà anh đặt vào đây nhá. Nếu anh đặt vào đây, anh dương em gì này? Nếu anh đặt một vào đây thì từ một mà chạy đến dương vô cùng thì nó vừa có phần gì? Vừa có phần âm, vừa có phần gì? Vừa có phần dương, đúng không? Như vậy nó có đạt không? Không đạt bởi vì nó bị đảo dấu, đúng chưa? Đặt vào cái con đầu tiên thì cũng được, anh đặt vào đây có được không? Không. Ừ, cũng không được bởi vì nó có đặt con này là vùng gì đây? Vùng âm, sang đây là gì? Cũng không đạt, thấy chưa? Nên bắt buộc phải đặt số một vào đâu? Đó, vào đây này, thì không? Thì từ một mà chạy sang đến dương vô cùng, thấy chưa? Dương nó luôn gì? Dương nó luôn dương hết, có hiểu không? Đó, như vậy yêu cầu bài toán này. Yêu cầu bài toán thì tương đương là x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 1. Còn đúng không? X1 nhỏ hơn x2 thì bằng 1. Chuẩn chưa có đúng? Rồi, tương đương. Nào, gì này? Vậy là số 1 nó bằng từ mấy? Khoan thứ 3 đúng không? Ok, rơi vào khoan thứ 3 thì em làm cho anh sau này. Khoan thứ 3 là x1 này, à cái số 1 này là rơi vào bên ngoài đấy nhá. Đúng không? Tiếp tục cho anh này. 3 là con A đấy. Tiếp với nhá, cái này là thay thêm 1 ở đây, thêm 1 ở trong con này. Hay là biết thêm từ nhá. 3 tiếp với lại F1 đi. Đấy, F1, cái con này là lớn hơn không? Đấy, rơi ra ngoài thì là con dương này, được chưa? Tiếp tục lấy trung bình cộng nhé, lấy trung bình cộng nhé. Nào trung bình cộng của x1 và x2 nằm ở đâu? Cho
nằm đây này. Có đúng không? À, đúng chưa? Nằm ở đây. Mà so với số 1 nằm ở đây thì con này có phải đang lớn hơn con này không? Có. Và cái trung bình cộng là con này. Con này là bé hơn con này. Như vậy là mình có là x1 cộng x2 tất cả trên 2 thì phải bé hơn cả 1. Đúng chưa? Rồi. Đến đây là bắt đầu thay được cái lát nhất là thay được cái phụ kỳ bèn vuông. Đấy, phụ kỳ bèn vuông. Anh bảo này. Cái sau này mình làm ấy thì mình phải chú ý vào mình làm mới nhanh. Nếu không là nó rất là lâu. Anh em nhìn nhá. Em nhìn này, cái số 3 này này, nó dương chưa? Dương rồi đúng không? Và đây là một tích, đúng không? Trong tích mà đã có thằng này dương, đúng không? Thì để cho cả cái tích nó dương thì thằng này cũng dương luôn là được, đúng không? Bỏ luôn thằng này, bỏ luôn tích số này. Đấy, thì là anh em thay đấy, cứ chỗ nào có tích thì em thay số 1 vào đây. Các bạn làm nhé, với em phóng như sau này. Thì nhá, 3 nhân với 1 bình, trừ 6 nhân với m bình, cộng 3 m, cộng 3 nhân với 1 rồi cộng 3 m bình cộng với 1 tất cả bình thì con này là lớn hơn bằng 0, được chưa? Rồi bây giờ x1 cộng x2 tất cả trên 2 nên em dùng cái tính vx này, được chưa? Đấy thì cái này để anh viết lên một chút nhé, anh thay cho nó rồi vì con này nó có không đầy cả, con này thực chất nó trở thành là x1 cộng x2 nhỏ hơn 1 x 2 bằng 2 không? Được chưa? Đây thay đây nó gọn hơn này. X1 cộng x2 cho định lý vx nó bằng gì? Bằng trừ b trên a đúng không? Còn nhớ không? Nhớ vx không? Không quên rồi. X1 cộng x2 thì bằng trừ b trên a nhé. Như vậy này, trừ này, b là bao nhiêu? Đây là trừ 6 nhân với m bình cộng 3 m cộng 3 rồi trên cho a là trên cho 3, đúng chưa? Sẽ nhỏ hơn 2. Đấy, sẽ nhỏ hơn 2. Rồi. Tôi đến đây để anh đến đây tính anh muốn chứ ngồi mà tính con này chắc là nó đủ mỹ mất. Và ba nhân trừ 6 đấy mình được đấm thôi đúng không? Cộng với 3 x cộng với 2 cộng với 3 x cộng với 4 cộng với 4 cộng với 4 cộng với 4 cộng với tìm lên con này và con này sẽ tách luôn. Một A giải như thế nào?
0.64 đúng không? Và x sẽ làm sao anh nhá? Rồi đấy, cái con này như kim. Nhìn tẩm quá anh em, nhìn tẩm quá. Rồi, nhưng chân không sao đâu. Giữ lại cái con này kì nhá, xoay anh nhá. Rồi, cái con đầu tiên nó ra bao nhiêu anh em được? Em bỏ là 3.64, đấy, nó là 3.64. Và x được bằng mấy? 2 đúng không? Rồi, con dưới đang giải giải hộ cái này. Chữ 2 nhỏ hơn. Bao nhiêu? Chữ 2 nhỏ hơn. Chữ 2 nhỏ. À, đây là m chữ đúng không? M chữ đúng không? Đây là m. Và bao nhiêu? Chữ 2 à? Nhỏ hơn m, nhỏ hơn chữ 4 à? Rồi, ok. Chữ 2 nhỏ hơn chữ 4. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Đấy, tương đương anh em nhìn nhá. Nếu mà còn lớn hơn hoặc bằng 2 thì điều kiện này vô lý. Bởi vì không có cái số nào mà vừa lớn hơn 2 mà lại vừa bé hơn bằng 1 được cả. Đúng không? Đúng không? Không có số nào vừa lớn hơn 2 mà lại vừa bé hơn bằng 1 được, anh nhận không? Đúng chưa? Như vậy cái này là lặp. Được chưa? Rồi, thế mình kèm đến này về thành anh thì sao? Được. Thì được, đúng không? Ta sẽ lấy quân vụ này, đúng không? Trừ 2, nhỏ hơn m, nhỏ hơn trừ 4. Ok. Rồi. Ok không anh em? Được không anh em? Rồi ok, đấy. Không, chờ chút, chưa xong. Cái này thì ok chưa? Rồi, chưa xong. Đây, nếu delta lớn hơn 0 đã giải delta chưa? Chưa, đúng không ạ? Ở đây delta lớn hơn 0 khi nào anh em? Khi, thì đây nhá. Hồi nãy này, delta nhỏ hơn 0 thì m nhỏ hơn được bằng trừ 2 phần 3 đúng không? Bây giờ delta lớn không thì m phải làm sao? Lớn hơn trừ 2 phần 3 đúng không? M lớn hơn trừ 2 phần 3 nhé. Rồi, thế thì kết hợp với cái điều kiện kia thì làm sao ạ? Thì vô lý đúng không? Đúng không? Không có cái số nào mà vừa lớn hơn âm 2 phần 3 mà lại vừa bé hơn âm 1 được. Có đúng không? Như vậy con này làm sao ạ? Con này loại. Đúng chưa? Loại này là bởi vì nó không thể thỏa mãn được cái điều kiện này. Có đúng không đấy? Đúng không? Làm gì có cái số nào lớn hơn âm 2 phần 3 mà lại kẹp được giữa này được. Đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng là chỉ có trường hợp nào thỏa mãn thôi. Chỉ có trường hợp ban đầu là m nhỏ bằng âm 2 phần 3 thỏa mãn thôi. Như vậy nha, nhỏ hơn bằng âm 2 phần 3 ấy, thì ta sẽ lấy là từ âm vô cùng đến âm 2 đã là bằng C. Đúng chưa? Âm vô cùng đến âm 2 đã là bằng C nhá. Được chưa? Trường hợp 2 giải rất là dài nhưng cũng không bị loại đúng không? Bởi vì các điều kiện nó tự nó trên nhau. Ok cho em nhé. Ừ. Các em thấy bài không? Này. Thôi được rồi, nào cái câu 12 thì còn nào rồi đấy. Xuân tự giải được, Lý cũng tự giải được, không cái hai tự giải đi. Cái câu này rất là dễ. Nên em vừa được nhắn tin thì em yêu thôi. Là yêu thương xong rồi tí nó đi ra ngoài kia phát là nó sẽ được đâu là tên trừ 6x
biết nào. Trời ơi, lại còn phải biết chữ mới gọi. Mới gọi là cái chữ A nó được nhờ về đấy, không? Mới gọi X của cái ngôn từ con 1 đến 1. Quả anh đấy. Anh, làm giả là hàng nhiều miếng ạ. Ừ, giả là bình nhé. Đúng rồi, đấy, đấy, cô làm sao anh xem nào, cô làm được không? Không được. Chạy trước.
Hello. Thế nhìn cô bên tay phải đi, bấm nút tiếp xuống đi. Bấm nút tiếp xuống đi sẽ là. Bấm nút AC, bấm nút AC một lần. Nút AC. Bấm nút AC đâu không? Đúng rồi, đấy, bấm nút tiếp xuống đi sẽ là. Nhìn cô tay phải xem số đứa lên là số mấy. Ngày sẽ đúng rồi.
về một lượt TikTok 9 tiếng, 9 tiếng bạn chứ. Nào, phải em cậu có ăn không nhá? Sao sao à? Cứ có 13 khó lắm ạ. Xem dương rồi chia đây, anh em nhìn tôi này, nhìn này,
M đang ở bên lớn hay bên bé? Thì M đang ở bên bé thì M nhóm nó bằng giá trị của đất, đúng không? Được không? Đó của thằng gì nào? Của thằng trừ 14 tất cả trên cho gì? Trên cho x bình đúng không? Cộng 14 x kịp không anh em? Kịp không? Ừ, nhưng mà chúng ta chỉ xét trên một thế thôi. Ờ, chính xác. Thế các thằng bình an kêu nhiều trường hợp là sao nhỉ? Quên mà là bỏ. Buồn. Thôi, lại nốt vào, lại nốt vào. Nhập nạp vào. Ghi thua của chúng mình. Nào, nhập nạp vào cho anh em. Âm 14 trên cái con của đạo kia bắt đầu là 1, kết thúc bằng 10. Bước nhẹ là 0.5. Tìm cho anh số nhỏ nhất nhé. Bắt đầu là 1, ok chưa? Đang tìm doanh số nhỏ nhất nào? Nó nằm ở đâu? Đầu luôn. Nó ở đầu luôn này. Thì đúng rồi, anh xem. Trừ 0.93. Ừ. Bắt đầu là con âm 0.9 đúng không? Càng về phía sau càng ít âm đi nhé. Âm 0.9, âm 0.6, âm 0.4. Càng về sau càng ít âm. Có nghĩa là con đầu chính là con gì? Con đúng chưa? Đấy, như vậy là âm 14 phần 15. Xong rồi, nào. Tương đương bao nhiêu của anh ơi? Bao nhiêu? Chờ 14 phần. Có đáp không? Anh ơi, em không làm theo các quy luật và em làm theo hồi nó ra này. Ừ, làm được điều gì nó chẳng ra. Có ai thì khi mà nó sẽ nhìn. Nhưng mà dài em bãi, là trường hợp mấy. Đấy, trên này, nhìn này, đây. Đây, đây. M nó bằng âm 14 phần 15 có phải chính là con này không? Đúng chưa? Ờ, thế. Ao, còn sao rồi? Đi đâu rồi? Đi con em xong chưa? Cách thôi, nhỉ? Đấy. Tìm mời cho khách hàng của đạo lên
sẽ đột biến trên một cái khoảng của phần hai, cũng là chuyện nhanh thôi, điều gì đẹp à? Hôm trước vừa học rồi đấy, đúng không? Đã đi phải vòng đấy nào? Cộng 2 bình này,
để ý này. Đây nhá, ở đây đã cộng 2 đúng không? Thế nhưng mà do đây là mấy? Trừ 2 đúng không? Đấy, vậy thì từ cộng 2 mà muốn về trừ 2 phải làm sao? Trừ 4 đúng không? Đấy. Có kịp không? Kịp không? Kịp không? Rồi, sau đó mình sẽ một cái đâu này này. Mình thu được cái gì này? Chỗ này là bao nhiêu? Là x1 cộng x2 tất cả bình đúng không? X1 cộng x2 tất cả bình chớ 4 lần x1 x2. Con này chuyển sang có phải là trừ 4 không? Còn đấy, còn không, đúng không? Nào, VS nào, để đây dùng VS cho anh nha. VS, nào, x1 cộng x2 bằng trừ b cho con nha. Nó bao nhiêu? Và trừ của 2m trên mấy? Trên trừ 4, đúng không? Tất cả bình phương trừ y 4 nhân với c trên a nhé. C trên a đó bằng này, trừ của m cộng 1 này. Tất cả c cho trừ 1 này. Đúng không? Đây là trừ 4 nữa, đúng không? Rồi, cái này thu gọn đi nhé. Thu gọn đi nhé, cái này là 4 hợp bình này. 4 hợp bình là cái gì đó? Sao lại đi về không? Trừ về cái nào này? Trừ về có đúng không? Kiểm tra cho cô chị này đúng không? Ok, để mình tính toán ra. Anh em kẻ được nha. Bao đấy? Trừ 1 vô. Cũng giải một ngày luôn. Con 9 nha. Ông này đang làm gì? Sao lại bốn cái gì nhỉ? Nó đang tự giá. Ờ, cửa xe đâu nhỉ? Đi không có xe đâu. Thằng nào nghịch đúng không? Sao sao được phá cửa rồi? Nghĩ cái gì? Chính là bài cô đơn vị mà. Ngồi xuống. Còn mấy? Đi học nhanh nhanh nhanh. Còn mở trừ 1 còn 2. M bằng trừ 1 chưa sao? Còn 2. Thế sao? Nào. Mà bạn bỏ cái gì? Chính xác phải thỏa mãn điều kiện để anh em nhìn này. Delta y phải lớn hơn không đúng không? Thì thực chất là lúc đấy nhá, cái điều kiện này này. Điều kiện này anh em hiểu không nhỉ? Thì hồi nãy nó kẹp sữa đúng không? Còn bây giờ khi mà giải con này nó sẽ ao. Ừ đấy, như vậy là M sẽ nhỏ hơn hẳn 0.62. Còn là M lớn hơn hẳn đấy 1.62. Anh em nhìn nào. Thỏa mãn không? Âm 1 thì thỏa mãn điều kiện trên. Còn 2 thỏa mãn điều kiện dưới. Ok, như là cả hai con này đều thỏa mãn. Xong, vậy có mấy con? Hai con. Chốt ra là đi của hai con.
Như thế không?